À, xin chào anh vị trả lời chương trình trực diện TV. Thì tuần lễ vừa qua, một cái vùng đất rất là nổi tiếng đó là cái dải Gaza đó đã phải hứng chịu một cái sự tấn công trả đũa rất là dữ dội và tàn khốc từ ở phía bên Israel hay còn gọi là Israel đó. Và cái việc tấn công trả đũa này đó chủ yếu là thực hiện bằng pháo kích và không kích. Và cái kết quả là trong khoảng thời gian một tuần vừa qua đó có rất là nhiều người đã bị bỏ mạng. Người ta thấy là những cái dãy phố, những cái nhà coi như là đã bị hoang sơ và nhiều cái căn building rất là lớn nữa cũng đã phải bị sụp đổ. Và cái hệ thống hạ tầng ở nơi này, kể cả điện nước đã bị tê liệt, cũng như là ngay cả cái hệ thống y tế cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn. Vốn dĩ của cái vùng đất này nó đã nghèo hèn rồi và bây giờ nó lại càng thêm khó khăn nữa. Thì cái vùng đất gọi là dải Gaza này nó không có lớn, nó chỉ khoảng chừng bề ngang á, là khoảng 10 cây số và cái bề dài của nó thì cũng chỉ khoảng chừng 40 cây số thôi. Và hiện giờ nơi này có khoảng chừng là 2 triệu người Palestine đang sinh sống và đang được quản lý, nói chung là đang được cái sự lãnh đạo bởi một cái nhóm mang tên là Hamas. Thì cái nhóm Hamas đó cũng là của người Palestine, toàn bộ 2 triệu người khu vực này là người Palestine hết. Những người đã bị đuổi ra khỏi cái đất nước mang tên là của Israel á, họ đã về đây và họ tập trung về đây họ sinh sống. Thì cái nhóm Hamas là cũng là một trong những nhóm gọi là đấu tranh để mà giải phóng cho cái đất nước Palestine. Thì trước đây cái Palestine họ có những cái tổ chức như là PLO đó, nó rất là nổi tiếng, hồi đó là của cái ông Arafat. Nhưng mà sau khi ông Arafat chết thì cái nhóm này họ lên và họ đã được cái sự tín nhiệm của những người Palestine bầu cho họ. Và đối với phương giới phương Tây hay ngay cả trong con mắt của Israel thì họ coi rằng đó cái nhóm Hamas là một cái nhóm mang tên là khủng bố. Nhưng mà trong con mắt của rất là nhiều nước khác, ví dụ như ngay cả Nga thì họ không coi đây là khủng bố. Và chúng ta thấy rằng đó cái sự mà xung đột giữa hai cái nhà nước này đó là một cái quá trình lịch sử rồi và nó đã có từ trong cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai và ngay cả sau cái cuộc chiến đó nữa, ví dụ như cuộc cách mạng năm 1948 rồi sau đó thì có một cái cuộc xung đột năm 1967, đó là những cái cột mốc rất là quan trọng cho cái việc mà thành lập nên một cái nhà nước gọi là Israel như hiện nay. Và Israel á, thì được sự ủng hộ của Hoa Kỳ và cũng như các cái nước phương Tây, còn những cái nước Hồi giáo, những cái người mà gọi là Palestine á, thì được sự ủng hộ của những cái nhóm, thí dụ như trước đây á, người ta nói rằng là Liên Xô cũ, rồi sau này thì nói rằng của những cái nước ở phía bên Ả Rập trong cái khối gọi là Hồi giáo. Thì chúng ta không nói về những là lịch sử hay là những cái xung đột hay tìm hiểu những cái vấn đề đó. Chúng ta chỉ muốn nói một cái điều là sau những cái ngày vừa qua có quá nhiều những cái người mà chết để tạo ra một cái sự thảm khốc trong cái cuộc chiến như thế này. Thì đây không phải là lần đầu, trước đây cũng vậy nữa, trong mấy chục năm vừa qua có quá nhiều rồi, mà không tính từ cái thời PLO của ở phía bên ông Arafat đi, và chúng ta tính từ cái lúc mà cái nhóm Hamas á, họ lên họ lãnh đạo trong cái vùng đất gọi là dải Gaza này thì cũng đã có ít nhất 3 lần rồi. Ba lần có những cái cuộc xung đột và những cái lần đó đó thì ở phía bên Israel họ cũng đã trả đũa rất là dữ dằn bằng cái cách là họ pháo kích, họ làm đủ thứ hết. Đầu tiên hết thì những cái lần giống như là người Palestine đó họ nói rằng họ bị tấn công bằng cái cách làm những cái thủ lĩnh hay là những cái người mà đứng đầu tinh thần gì đó trong cái nhóm của họ bị ám sát bằng cách là bắn những cái quả tiễn tìm việc như thế nào đó thì họ lực họ bắt đầu họ trả đũa bằng rất là nhiều cách. Có những cái lúc mà họ trả đũa bằng cách là liều mình tự chết nữa, ôm bom trong người để mà thực hiện các cái việc mà đánh bom đó. Thì chính vì những cái điều này đó nó đã tạo ra một cái làn sóng mà rất là nhiều người Palestine họ mong muốn, họ cũng sẵn sàng họ liều chết để mà họ đấu tranh thôi, và nó đã tạo ra một cái sự rất là bất ổn trong cái khu vực này. Và người Palestine này đó thì trong cái nhóm Hamas họ cũng hay sử dụng các cái biện pháp giống như là họ đi bắn các cái rocket đó, đi vào cái đất nước của Israel. Thì còn Israel thì họ bắn những cái quả tiễn trong những cái ngày vừa qua đó, ngay cả pháo kích, ngay cả cái việc mà không kích thì cũng từ rất là nhiều nơi, từ ở dưới biển rồi ngay cả ở trong đất liền, từ ở trên không xuống nữa. Nói chung là cái thế lực của cái đất nước Israel thì bây giờ họ rất là mạnh rồi. Chúng ta đã biết là có lẽ là họ lực lượng quân sự, lực lượng không quân, lực lượng hải quân, ngay cả vũ khí, ngay cả khoa học kỹ thuật thì nó cũng được đầu tư rất là nhiều. Bởi vì ai cũng hiểu được rằng đây là có con cưng của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng đã đầu tư rất là nhiều trong cái vùng đất này.
Thì chúng ta thấy là trong những ngày qua đó, những cái người mà chết trong cái khu vực này cũng khá nhiều. Tính đến hôm nay đó, một con số là chưa có được kiểm soát, thì người ta thấy rằng có khoảng chừng 200 người cũng đã bị bỏ mạng. Còn trước đây đó, có những cái cuộc chiến, ví dụ như 3 lần đi, trong cái thời Hamas lãnh đạo tới nay, thì là Hamas thì họ lên nắm quyền từ năm 2006. 2006 đến nay thì cả có 3 lần, lần này là cái cuộc xung đột lần thứ tư. Và tất cả 3 lần đó thì người ta thấy rằng trong năm 2014 đó, thì có một cái cuộc đụng độ và nó kéo dài đến hình như cũng 50 mấy ngày, và sau đó thì tổng kết là cái số người chết cũng lên tới hơn 2.000 người, và đa phần là những cái người mà hơn phân nửa là những cái người dân lương thiện trong cái khu vực của nghèo đói cái vùng Palestine. Và bây giờ thì lần này người ta không biết là cái cuộc chiến này kéo dài đến đâu, cũng như là nó có thể là nó ngưng được hay không. Và trong một gần 200 người chết vừa qua đó, người ta thấy có ít nhất là khoảng chừng 43 các cái trẻ em, tức là những cái trẻ em nó cũng là những trẻ em thì dĩ nhiên là nó vô tội rồi, những cái trẻ em là không thể nói nó là bên bên nào hết, là những phiến quân hay cái gì hết. Và bây giờ đó thì ở trên thế giới đó, liên quan đến những cái vấn đề này nó cũng thuộc về nhân đạo, nhưng mà nhà nước Hoa Kỳ hay là những cái nhóm gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền, hoặc là những cái nhóm mà đấu tranh gọi là ủng hộ dân chủ nhân quyền của người Việt Nam luôn ở tại hải ngoại luôn, nhiều khi hay nói là đấu tranh ủng hộ cho cái việc là Myanmar hay là của Hồng Kông hay là của Đài Loan gì đó, thì hôm đó tới nay thấy họ cũng không im luôn, họ không nói gì hết. Hoặc là bây giờ xảy ra những cái việc mà nó khó khăn, những cái việc mà bệnh tật bùng phát ở bên Ấn Độ thì họ sẵn sàng đấu tranh ủng hộ cho Ấn Độ, quyên tiền cho Ấn Độ. Nhưng mà đối với cái nhà nước Palestine, thì đối với những người dân Palestine trong những ngày vừa qua đang gặp những cái cuộc khủng hoảng, thì chúng ta thấy rằng cái vùng đất gọi là dải Gaza đó thì nó rất là nhỏ thôi. Thì đây là một bản hình, bản hình thì cái Israel đó thì họ muốn có một sự chiếm đóng trong cái khu vực này. Thật ra thì năm 1967 đó thì họ đã chiếm đóng ba cái khu vực luôn, những cái khu vực màu xanh mà chúng ta thấy ở trên màn hình đây đó. Thì đây là những cái khu vực mà người Palestine họ nói là của họ, phía bên bờ đông, bờ tây của cái Jerusalem ha, và cái vùng đất dải Gaza. Và sau này thì có một cái cuộc gọi là có một cái cuộc ký kết về một cái hiệp định, sau đó thì người Israel họ đã rút những cái người dân của họ đó, rút quân ra khỏi những cái khu vực giống như dải Gaza đi. Thì họ muốn rằng đó là cái việc mà trước đây thì bị cáo buộc là người Israel họ họ đi đi đưa quân ra để mà, hoặc là đưa người ra xây dựng những cái khu mà gọi là những khu định cư đó, rồi cái kiểu lấn đất rồi lấn dân lần lần, và họ muốn chiếm hết. Và chính vì cái điều đó đó thì trước đây, tức là trong cái thời kỳ của ông tổng thống Trump, thì ông ta cũng đã có những cái hoạt động rất là con thoi. Và cụ thể là cách đây mấy tháng á, thì cái gia đình của ông Trump, ngay cả con gái rồi cái con rể, rồi ngay cả ông Trump cũng đã đến thăm cái đất nước Israel, rồi ngay cả đến thăm cái Palestine nữa. Và một cái hiệp định đã được ký kết, đã có một cái sự chứng kiến và tham gia của năm cái nước Hồi giáo lớn ở trong cái khu vực. Và cái hòa bình người ta nghĩ là lập lại trong cái khu vực này. Nhưng mà bây giờ thì dưới cái thời của ông Joe Biden lên thì bắt đầu nó đã xảy ra những cái sự xáo trộn. Và những cái sự xáo trộn này chúng ta cũng chưa biết cái nguyên nhân như thế nào, nhưng mà cái vai trò của Hoa Kỳ đó trong cái thời ông tổng thống Joe Biden đó, có lẽ như là ông ta đang im lặng. Thí dụ như trong những ngày vừa qua đó thì nhiều nước đặt cái vấn đề, thí dụ như bây giờ Trung Quốc họ đã lên tiếng rằng á là Liên Hiệp Quốc cần phải can thiệp vào vấn đề của Israel hay là ngay cả vấn đề Gaza để mà tạo lại cái trật tự cũng như là tạo lại một cái vấn đề mà an bình cho những cái người dân. Chúng ta thấy là những cái cảnh tượng đó rất là thảm thương. Đây là những cái hình ảnh mà nhà cửa, những cái đường phố nó tan hoang như thế này. Nhưng mà nhiều người gọi là trước đây họ đấu tranh là Stand for Hồng Kông, Stand with Hồng Kông hay là Stand with Miami, rồi là nào cái đấu tranh dân quyền cho Miến Điện, cho Đài Loan gì này kia nọ. Nhưng mà bây giờ thì họ hoàn toàn họ im lặng hết. Họ không nói về những cái vấn đề mà nó bị một cái cuộc mà tấn công qua lại giữa hai cái khu vực này. Thì bây giờ á, thậm chí là họ ngược lại, họ ủng hộ cái Israel. Thì bây giờ ai ủng hộ ai chúng ta không cần biết, nhưng mà rõ ràng họ ủng hộ Israel là bởi vì sao? Bởi vì Israel là con cưng của Hoa Kỳ,
và nước Mỹ đang ủng hộ cái Israel, cho nên thành ra họ cũng ủng hộ theo thôi. Nhưng mà họ lại quên rằng á, là cái cuộc mà lúc nào họ cũng mở miệng ra họ nói là đấu tranh dân chủ nhân quyền, đấu tranh cho vấn đề mà công bằng, vấn đề minh bạch, vấn đề mà tạo ra cái quyền sống của con người, và đấu tranh chống bạo lực, chống áp bức, chống này kia nọ. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Bây giờ cái người Palestine không phải là người sao? Hay là người Palestine họ không phải làm cái, họ đòi cái quyền sống của họ, hay là đòi cái quyền độc lập của họ, hay là cái quyền mà dân tộc của họ, thì có cái gì sai? Dĩ nhiên là chúng ta không muốn nói vấn đề mà can thiệp vào công chuyện nội bộ của một đất nước khác, nhưng mà giờ chúng ta nói vấn đề nhân đạo đi. Ví dụ như là trong những ngày vừa qua đó, thì một cái nhóm, hay nói chung là một cái hội gọi là bác sĩ không, một cái tổ chức gọi là bác sĩ không biên giới đó, cũng đã phải lên tiếng rồi. Thì họ đã lên tiếng rồi. Đây đây là một cái bài báo đăng ở trên BBC tiếng Việt ha. Thì đó, thì ngày 18 tháng 5 ghi rất là rõ là bác sĩ không biên giới không, nói rõ là ra một cái thông điệp là không kích ở Gaza đó đã quá thảm khốc. Và trong đó thì nói rất là rõ là cái việc mà một cái người phụ trách là bà Helen Patterson ha, thì người phụ trách của một cái văn phòng tổ chức bác sĩ không biên giới là đã nói rằng cái đường xá đó, cái hệ thống cấp nước rồi vệ sinh và cái cơ sở hạ tầng đã bị hủy hoại, gây cái áp lực rất cao lên cái hệ thống y tế vốn đã mỏng manh. Thì đó là cái điều mà người ta thấy rằng cái khu vực dải Gaza nó rất khổ, khổ từ xưa tới nay rồi, tức là sau năm 1967 khi mà bị coi như là trong cái cuộc mà tấn công, hay là cái cuộc mà đụng độ đối với những cái người mà Israel á, thì người Israel sau đó họ đặt cái áp lực lên toàn bộ các khu vực này, giống như là họ chiếm đóng hết, và những người dân Palestine bị đẩy lùi hết, và họ trở thành những cái công dân giống như là hạng 2, hạng 3, hạng 4 vậy. Và họ đã rất là khó khăn, và sau này thì gọi là có cho cái khu vực này nó đạt được những cái thỏa thuận gì để mà những người Palestine họ tự trị đi, nhưng mà rõ ràng đó họ vẫn là chịu những cái cuộc sống rất là đói nghèo, rất là khó khăn, và có sự kèm kẹp của Israel rất là dữ dằn. Thì cái vùng gọi là dải Gaza đó nó nằm kẹp giữa bên là ở phía dưới đó, ở phía nam á là cái đất nước Ai Cập, và ở xung quanh nó là coi như là của Israel, Israel, cho nên là thành ra họ đã áp đặt hai cái nước này, họ áp đặt và họ kiểm soát rất là chặt các cái biên giới. Bởi vì theo như cái lý giải của Ai Cập với Israel là họ muốn rằng là không có ngăn chặn hết những cái sự mà tiếp tế, những cái sự viện trợ quân sự hay là những cái sự viện trợ vũ khí rồi đó từ những cái nhà nước khác, ví dụ những cái nước mà gọi là có cái sự thù địch đối với Israel. Cho nên là họ đã tạo ra một cái điều kiện là họ bao vây. Và những người dân trong khu vực này á, người ta thấy rằng họ sống cái mức nghèo khổ rất là nhiều. Và có khoảng lúc nào cũng có hơn 50% cái người dân ở khu vực này là không có việc làm, theo kiểu là thất nghiệp thường xuyên triền miên luôn, và cái cuộc sống họ rất là nghèo khổ. Và có phải là đây là cái chủ trương của Israel và người dân ở nơi đây hồi đó là như vậy? Và nước Mỹ thì lúc nào, ngay cả coi như là một số những cái nước ở trên phương Tây cũng vậy, ở bên châu Âu cũng nói ra, đi theo Mỹ nói rằng là những cái nhóm này là cái nhóm mà gọi là quá khích, những cái nhóm này là những cái nhóm mà gọi là khủng bố, giống như Hamas cũng bị Mỹ xác định là nhóm khủng bố. Có lẽ là bởi vì họ chủ trương bảo vệ cái đất nước, họ giành quyền độc lập bằng tất cả, hy sinh cả cái mạng sống của mình, kể cả đặt bom khủng bố, kể cả sử dụng thân mình để mà hy sinh đủ cái chuyện hết. Thì có lẽ vì những cái điều đó cho nên là bị quy kết vào cái việc mà nói rằng đó là cái nhóm khủng bố. Nhưng mà bây giờ trở lại nữa là những người mà họ đấu tranh đối với dân chủ nhân quyền, thì bây giờ tại sao họ câm miệng hết trong cái vấn đề là những cái người dân họ bị chết? Ví dụ như bây giờ cái việc đúng sai hay các bên như thế nào thì bây giờ kêu gọi đi, giống như những ngày vừa qua kêu gọi trong cái vấn đề của Myanmar, chống cái vấn đề mà gọi là lật đổ, rồi vấn đề mà gọi là đảo chính, rồi chống cái việc mà sử dụng quân đội, rồi sử dụng súng ống trong cái việc mà bắn người dân thường này kia nọ. Vậy thì cái Gaza thì sao? Nếu mà nói về cái việc mà trả đũa thì trả đũa ngay các cái quan chức của, hay là những cái người mà nằm trong cái nhóm mà gọi là Hamas đi, tại sao lại tấn công vào những người dân thường? Thì trước đây á cũng đã có những cái cuộc mà đụng độ năm 2014 chẳng hạn, cái cuộc đụng độ rất là lớn, còn trước đó 2008 rồi 2006 gì đó, đủ thứ chuyện hết, và lần này lần thứ tư, và những lần trước đây cũng là những người dân thường chết rất là nhiều.
Lần trước thì có lần chết hơn 1.000 người, thì những người dân thường đó, tất cả các cái phong trào trên thế giới im lặng hết. Tại sao như vậy? Tại vì Mỹ nó quá lớn đi. Rồi những cái nhóm mà gọi là dân chủ này nó cũng đi theo cái đám là đảng dân chủ của Hoa Kỳ, nó cũng là củi luôn. Nó đấu tranh dân chủ ở nơi này nhưng mà nó bỏ phế đi cái dân chủ ở nơi khác. Nó bảo vệ cái quyền con người á trong cái nhóm này, nó nhằm cái mục đích chính trị. Trong cái vấn đề của Myanmar là chính trị, trong vấn đề Hồng Kông là chính trị. Người dân Hồng Kông họ thiếu gì vấn đề nhân quyền mà đấu tranh cho họ. Dân Hồng Kông nó đã, đất nước Hồng Kông nó đã trở thành cái vùng đất Hồng Kông, nó đã là một phần của Trung, nó đã trở thành của Trung Quốc rồi, sớm hay muộn cũng là Trung Quốc thôi. Trung Quốc họ đã có những cái luật lệ để họ áp đặt lên cái vùng đó. Bây giờ đấu tranh cái gì? Một cái vùng đất nó có cái chỉ số tự do kinh tế, cái đời sống của họ thu nhập mấy chục ngàn Mỹ kim một năm, mình mà bao nhiêu thu nhập đâu mà đi đấu tranh cho họ. Một số người đấu tranh dân chủ nhân quyền mà gọi là ở trong nước nữa cũng bày đặt tham gia vào và nói đấu tranh cho người Hồng Kông, giúp cho người Hồng Kông để mà giành lấy cái quyền này quyền kia. Mình không bằng họ nữa, thu nhập của mình còn thiếu hơn, ít hơn họ nữa, mà mình còn đi đấu tranh cho họ những cái chuyện nó rất là ngây ngô. Thậm chí là có người không có việc làm nữa cũng là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền cho Hồng Kông. Rồi ngay cả vấn đề Miến Điện cũng vậy. Miến Điện chúng ta thấy á, bây giờ đấu tranh cho Miến Điện cái gì thì nói rằng cái chết dân thường chết nhiều quá, sử dụng vũ lực như vậy là bậy bạ, cần phải bảo vệ một cái thiếu nữ trẻ quá, một cái em coi như là cái gì hoa hậu rồi, hay là những em thanh niên trẻ quá bắn chết, là những trẻ em bắn chết đem ra làm vấn đề mày chính trị, đi ra biểu diễn ở ngoài đường, đi làm đủ thứ chuyện hết để mà đánh động lên thế giới đủ thứ chuyện. 43 đứa trẻ em ở vùng dải Gaza là cái gì? Im lặng hết, nó câm mõm hết, nó không bao giờ nó dám đưa ra những hình ảnh như thế này để mà nó bảo vệ cho những người dân Palestine. Hay là nói về vấn đề không kích, giờ ít nhất là lên tiếng đi, tại sao không kích như vậy, còn quay ngược lại là ca ngợi cái Israel, ở đất nước nó mạnh quá, sử dụng quả tiễn tốt quá, quả tiễn coi như là tìm việc một cách rất là tinh vi, chỉ cần bắn từ trên máy bay xuống thôi, một cái tòa nhà cao bao nhiêu tầng đó là sụp đổ một cách rất là nhanh chóng, trong khi hàng loạt những cái hỏa tiễn tìm việc nó chính xác vô cùng này kia, chính xác giỏi quá. Tại sao có bao nhiêu người chết? 43 trẻ em chết, và trong đó cả 100 người là những người dân bình thường. Thì như vậy là thế nào? Trong khi anh nói trả đũa, anh trả đũa là anh bắn thẳng vào dân, như vậy là mang tiếng là dân chủ nhân quyền sao? Và dưới cái thời ông tổng thống Joe Biden, ông ta im lặng. Và chúng ta thấy là trong những ngày vừa qua đó, thì liên quan đến cái vấn đề này thì Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng, không phải là Liên Hiệp Quốc, trong một nhóm những cái nước. Thí dụ chúng ta thấy nổi lên cái vai trò của Trung Quốc. Trung Quốc thì trước giờ ai cũng chỉ trích Trung Quốc, nhưng mà bây giờ Trung Quốc lại đi ngược lại, Trung Quốc lại nói rằng cần phải có, Trung Quốc sẵn sàng đứng ra giữa để mà làm trung gian, để mà giảng hồi lại cái vấn đề mà trật tự như vậy. Và Trung Quốc kêu gọi cùng với nhiều nước khác, ví dụ như là Na Uy hay là Tunisia, coi như là Tunisia đó, thì họ đã đề nghị kêu gọi thành lập hay họp một cái cuộc họp trực tuyến cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để mà xem xét cái vấn đề này. Và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã có tiến hành hai cái cuộc họp. Tuy nhiên đó thì Mỹ đó bây giờ họ khước từ, họ không đồng ý, và họ nói rằng họ không có tin tưởng rằng cái cuộc họp của cái Hội đồng Bảo an có thể là tìm ra cái phương án để mà giải quyết cái vấn đề này. Thì người ta nói rằng là sao? Người ta nói rằng đó là Mỹ đó hoàn toàn là muốn binh Israel, cho nên là Mỹ muốn bao che và muốn để cho Israel có cái thời gian để mà tấn công, hay là muốn triệt hạ cái nhóm Hamas, hay là làm một cái vấn đề gì đó tạo ra một cái sự bất ổn trong cái khu vực này. Chú thấy cái việc này có hay không? Hoặc là trước đây đây nữa, trong cái vùng dải gọi là Gaza đó cũng có nhiều cái tổ chức mà gọi là tổ chức nhân quyền đó, có nhiều tổ chức họ cũng nói, họ cũng lên tiếng chứ, ngay cả những người mà họ muốn ủng hộ cho cái người Palestine đó, họ cũng nói là cái dải Gaza đó giống như một cái nhà tù, một cái nhà tù, và những cái dải Gaza, những cái người dân ở trong khu vực này giống như là những cái tù nhân, mà gọi là tù nhân tập thể, và một cái sự áp đặt ở nơi đây là dân chủ nhân quyền đã không có trong khu vực này. Thì bây giờ sao? Những cái pháo kích trong những ngày vừa qua làm tê liệt hết. Cái tổ chức không biên giới họ nói rất là rõ là cái gì? Bác sĩ không biên giới nói rằng đường xá, hệ thống cấp thoát nước, ngay cả hệ thống vệ sinh nữa, vệ sinh rất là mất vệ sinh rồi, ngay cả hệ thống hạ tầng cũng bị hủy hoại, và cái áp lực lên rất cao cái hệ thống y tế,
thì cái hệ thống y tế có thể bị vỡ luôn nữa. Thì chúng ta thấy những cái điều này là như thế nào, tại sao rồi cái đám dân chủ nhân quyền đâu, Stand with Hồng Kông đâu, Stand with Miami đâu, coi như là Myanmar đâu, tại sao không nhảy vào trong cái vụ này? Chúng nó câm lặng hết à. Chúng ta bởi vì chúng ta thấy rằng sau những cái vụ như thế này đó thì cái đám cùi nó lộ mặt ra, nó lộ mặt từ cái lúc mà sau cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, và nó lộ mặt mãi 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 tới sau này luôn, đến bây giờ cũng vậy. Cái vụ gãy Gaza là rõ nhất, nó sẽ không bao giờ ủng hộ, và thậm chí nó quay ngược lại, cái vũ khí đó tốt quá, Israel là mạnh quá, Israel có thể là phóng phi thuyền lên thế giới, là vũ trụ, là cùng với Mỹ, cùng với Trung Quốc, hay là vài ba nước, chỉ có bốn năm nước làm được cái điều đó thôi. Rồi Israel là bán vũ khí hỏa tiễn tầm xa 300 km, 500 km cho nước này nước kia, hoặc là máy bay rồi này kia, đủ cái chuyện hết. Thì đúng là chúng ta thấy nó có những cái gì rất bất bình đẳng. Nước Mỹ đó thì họ đã có trong cái khu vực này, trong khu vực này thật ra đó là trước giờ cái việc mà của Israel với Palestine đó là một cái hồ sơ nóng, rất là nóng. Nhưng mà các cái đời tổng thống trước đây đó, gần như lúc nào họ cũng không có muốn giải quyết triệt để. Họ không có muốn, họ có thể làm được cho nó hòa bình, làm cho nó yên ổn. Họ có thể gõ đầu Israel để mà yêu cầu ngồi lại, hoặc là nhường nhịn, hoặc là phân chia trong khu vực này cho nó ổn định. Nhưng mà họ không làm. Giống như là hồi thời của Arafat á, thì nhiều người là nói rằng nước Mỹ đã làm những cái điều nó không có công bằng. Ví dụ như trong cái nhóm Hamas họ nói như vậy. Họ nói rằng ép cái đất nước Palestine để mà ví dụ như giải trừ vũ khí, rồi việc mà không có sử dụng bạo lực, rồi để mà giảng hòa hòa bình, nhưng mà cuối cùng thì ép buộc, rồi để cho cái đất nước Israel họ mạnh lên, rồi cuối cùng họ có thể kiểm soát tất cả những khu vực, những cái người dân Palestine đó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi sau này cũng vậy, các cái đời tổng thống trước đây họ cũng làm vậy. Chỉ có đến thời ông Trump thì ông Trump muốn giải quyết cho nó cặn kẽ, và cái căn cơ cuối cùng thì có được một con hiệp ước hòa bình, một hiệp ước đó mang cái tính đó là nó rất là coi như là lịch sử và coi như là chưa có tiền lệ. Và bây giờ trong cái lúc này cũng bị nhiều người họ chỉ trích, những người mà họ ủng hộ ông Trump, họ nói rằng hình như là chính quyền ông Joe Biden đang muốn phá những cái hiệp định đó, cho nên là mới không, thay vì đem cái hiệp định đó ra để mà giảng hòa lại, yêu cầu các bên ngồi lại, tụi bay đã ký kết nhau rồi hồi năm mới năm rồi đây, thì bây giờ phải đảm bảo tất cả những cái vấn đề mà phải ngưng tiếng súng, hoặc là đem ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quốc đó ra nghị quyết này nghị quyết kia. Trước đây trong cái vụ cách đây một tháng thôi, trong cái vụ mà của Myanmar đó, thì Mỹ lớn họng lắm, mà lớn tiếng lắm, làm sùm ở đâu cần phải ra nghị quyết này nghị quyết kia. Còn bây giờ cái vụ này nói là không có giải quyết được, và thôi giờ tạm thời đi, phải coi thế nào rồi phải tìm cái giải pháp như thế nào, cũng hy vọng rằng trong cái kỳ họp trước mở ra điều này điều kia điều nọ. Chúng ta thấy là những cái sự giả dối, những cái mà mưu mô trước quỷ đó nó rất là nhiều, nằm trong những cái lĩnh vực này. Và cái cuộc đấu tranh gọi là mang tên dân chủ nhân quyền đó, hay là bảo vệ quyền con người khu vực này trên thế giới, khu vực kia trên thế giới đó, nó rất là cùi, nó cùi trong cái đảng dân chủ của Hoa Kỳ, và nó cũi luôn qua những cái nhóm gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền, mà những người mà gọi là nói tiếng Việt á, ngay tại Hoa Kỳ và ngay tại Việt Nam nữa. Thì đó là những điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay, và cũng chỉ tạm dừng tới đây thôi. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.